Chị Quỳ. Anh chồng của đâu? Chị Xin. Chị còn mấy cái chồng? Ba cái. Thế bây giờ chị cho người yêu một cái, chị còn mấy cái? Hai cái. Chắc chưa? Chị cho người yêu một cái, chị còn hai cái. Không, còn ba cái. Sao lại ba cái? Chị đang đéo có người yêu.